Đây mình đang ở cái quán tên gọi là Papa Shop. Papa Shop ở bên quận 3. Thì mình có chở gia đình cô mình ở bên Mỹ về lâu lắm rồi, mới có dịp gặp lại những người cô và là chị của ba, chị ruột của ba, và gặp con của cô, đó là chị Phượng. Thì bây giờ mình sẽ vô cái quán này, được sự giới thiệu của gia đình ở đây mình chưa bao giờ ghé hết á. Thì lần đầu tiên mình ghé ở đây, mình sẽ đưa cho mọi người con nha. Đây vườn khác, vườn khác cà phê and barber shop gia đình nha mọi người. Đây mình quay cho mọi người cái tiểu cảnh ở đằng trước này, rất là đẹp ha. Đó thì chỗ này nó có bãi đậu xe. Bãi đậu xe thì xe hơi thì mình đi xe hơi thì mình thấy cái đường nó là như chút xíu mà. Thì mình không biết có vô được hay không. Thì người ta nói được đậu xe hơi được nha. Nếu như mình có đi xe hơi á thì mình sẽ đậu xe hơi được. Barber shop này nó chỉ 49.000. Cơm gà, burger rất là ngon nha mọi người. Mình nghe nói rất là ngon là tại vì nhiều người đến đây lắm. Đó, rất là nhiều người đến đây. Đó. Thì mình sẽ quay cho mọi người coi chiếc trong cái nhà này. Thì mình thấy là không cảnh ở đây rất là những cây mà kiểu như bonsai. Cây bonsai kiểu rất là đẹp nha mọi người, cây bonsai. Về đêm á, cái đèn của quán cà phê này rất là phượng cát cà phê này á, thì theo mình biết á, là cái quán Baba Shop này nó mở rất là lâu đời lắm mà cô mình với chị mình đi làm rồi đúng không, nhưng mà cái quán cà phê phượng cát này á, thì nó là mới mở được 2 năm rồi, được 2 năm rồi. Hai chị dạ đúng rồi, đang quay lên đài truyền hình. Mọi người mở khẩu trang xuống đi. Hả? Soda mở khẩu trang xuống đi. Soda nước ngọt hết. Ủa chứ không uống sinh tố. Uống sinh tố dâu hả? Sinh dâu có không? Bé này không biết uống sinh tố. Bé kia mà soda ỏi sinh dâu phải không? Rồi dâu. Mình cái này thôi, mình mới đang uống sinh tố thôi. Uống lấy hư. Để hơi mình uống sinh tố. What kind of sting? Có sting không? Có bác sĩ bé. Rồi các bà còn xem là
khoái à. Anh anh đưa cái cặp visit cho cô với cô chị nè. Lớn xuống nha. Không, bây giờ không có cái gì chưa kêu vậy đó. Để vậy là ta kêu một chai nước sôi, một chai xuống hai cái ly thôi con. Đúng rồi, 4 ly luôn. Chai nước sôi thì đi kèm 2 ly thôi. Để kèm 2 ly rồi, vậy xong rồi đó. Rồi mình lại quay thanh toán. Mấy cái này à, anh tao có một cái tờ giấy không? Anh Nam cho con một cái tờ giấy không? Cho con một cái tờ giấy không? Đúng rồi. Nhưng mà nó nhìn hình. Đúng không? Bò xe bộ 79 là gì? 79 ngàn. Giá đó hả? Dạ. Ủa của Nam kiểu nào vậy mình cho mình vậy ta? Của Nam kiểu món nào đâu? Con gà hải sản nè, bò xèo đặc biệt nè, bò xèo sốt sốt tỏi nè, sốt tiêu nè, lúc lắc nè. Mỹ là tự tự vậy, Mỹ cũng làm vậy mà tự tự vậy em. Là nửa thì không ăn cặn gà. Cái này là mình kêu cô đó mà. Còn nếu cô muốn ăn mì thì ăn miếng nữa cô có. Đẹp Mỹ quá. Em đọc xác nhận lại giúp em nha. Rồi, rồi xác nhận rồi. Không, đọc đi, đọc xác nhận đi. Để cứ lấy ra đi. Đọc xác nhận đi. Rồi, ok. Đọc đi. Xác nhận mấy món nào có đúng không mà. Rồi. Cơm xè bò lúc đắt xuống tiêu. À. Gà phủ sốt ra ít lần xuống ăn mà. Một bảy ớt và một sơ đai dâu. Mình là 763. Hả? Mình là 763. Rồi, có tiền. Ủa cô là cô phải xào xào luôn cho chín không? Ờ nó mới chín. Tại vì cái chảo nó đá đó. Hay quá. Ừ, chị có là có nhẹ quá. Coi coi đặng cho quá chứa nè nè. Chị không? Chị coi cái kia, chị coi là chị biết hoàn cảnh Mỹ sao? Mốt quay, quay cô ba bên YouTube coi, luôn. Coi mà biết hoàn cảnh Mỹ. Rồi cái bắt đầu nè. Nó có YouTube đâu, nó đưa máy nó đi. Nè nè. Không, bấm cho nó, con bấm cho nó. Bấm đi để mà lộn. Má biết con đi, mới quay cậu làm. Trời ơi, con trộn đi. Con trộn đi nè, vừa ăn. Không phải để con vô bắt quần cho má đã. Con quay ba con nha. Con quay ba con là cứu con như tìm đi. Đó, đúng rồi. Trộn con cho đều á. Quay con không khác sao? Coi con miếng thịt nào chưa chín thì để xuống. Chín quá rồi. Hết còn không? Hết rồi hả? Cái khúc mà quay sao mà cũng cầm đang cắt nè, đang lấy đâu. Được chưa? Rồi bắt đầu ăn được rồi đó, dễ này đó. Ủa, dễ rồi hả? Rồi, bắt đầu ăn. Rồi, bò đó con, bò đó. Ủa này của em đúng không? Của em. Ủa Nam gọi đây là bò... Hải sản hả? Bò... Của con là bò xèo. Bò xèo rồi, cái này là tên bò xèo nha các bạn. Thằng này á là bò lúc lát. Bò xèo là có gì? Bóc thằng này là hải sản. Cà rốt nè. Con cũng hải sản. Ô bò phải xèo qua xèo lại gì nó mới chín được. Này hơi bị phỏng thôi nha, nóng quá. Rồi mời mọi người. Cái gì con? Dùng với mình. À, con xèo gà hải sản đây. À. Của em là gì? Hoa ngọc gì? Tham điên, tham điên. Tham điên để cho nó chín. Có nghĩa là hoa ngọc. Chén nước sốt cho làm việc. Cậu ơi, phải làm cho mình chén vô đi. Chén hết đi con, chén hết đi. Chén hết cái sốt luôn. Phải làm liền để mà nó chín chứ thôi. Ăn sống nhăn rồi đó. À rồi, về, về để bên đây con, qua đây con em. Rồi con. Làm cho con, làm giống giống bà nè. Làm giống bà nè, lấy muỗng đĩa ra làm nhanh nhanh lên. Làm nhanh lên để nó nguội. Con biết rồi, từ từ, từ từ. Mày để tay vô đi, biết liền à. Không có cái muỗng vô có được. Không có được. Ủa,
phải không? Ta dẫn đi ăn chỗ này ngon không? Ngon á. Ủa, nếu mà không muốn ăn trứng mà trời ơi, để bữa nào ta dẫn tụi bay đi ăn con gà nha. Gà số mỡ đặc biệt luôn. Ngon lắm con gà. Không phải ăn con gà hồi số mỡ mà ăn cái đùi á. Để má kè, má kè đặc biệt luôn. Má cả. Ủa cái này không phải? Không, vậy là dư rồi nè. Ủa tại sao có cái bò đây? Cái đó không phải. Vậy là của em bỏng rồi đó. Cái đó là một cái bò. Tôi sợ nó còn sống, tôi phải lên tôi xào cho bà nè. Bộ cái này rộn ràng vui rộn ràng. Con này có qua nè. Cái này cái đó là hải sản. Còn cái kia là bò là. Rồi đó. Rồi. Đó. Rồi. Đó. Mới vừa trộn xong đó. Tự gì bây giờ ha. Bây giờ ha. Đó giờ má con xào kia nè. Má kia con mình là chai đó. Cái bò đó là chai đó. Cái này bò đặc biệt á. Bò này bò đặc biệt nè. Rồi giờ con ăn đây con trộn đi. Lấy cái này ra. Tao không thích. Con ơi, tao không thích đâu. Tại vì nó dùng cái phốt này nó làm đồ mặn không, tự nhiên giờ nó làm qua đồ chay sao tao ăn được. Bây giờ cái đó là cơm đậu lứt. Rồi cái đó vô mè hả? Không phải mè, cái này là đồ ăn chay. Không, nhưng mà là gì? Muối. Nó là tiết ca nè. Đồ của Nhật á, đồ của Nhật. Mua đây cô, mua đây hay mua? À, mua đây, mua đây. Đồ của Nhật á, Nhật nha. Nhưng mà ăn là sao đồ Nhật nha? Thì trong đó nó có muối mặn mặn hay là ngọt ngọt hay nó vừa ăn nó mặn mặn. À, mặn mặn. Rồi mọi người ăn, mời mọi người ăn nha. Mà mọi người giờ thôi dùng nha, mời cô nha, mời chị nha. Ăn phải ngon. Ăn đi, mời con, mời con. Ăn miếng, ăn đi, ngon ngon. Đi ngon. Chớp qua cho thưởng miếng. Rồi giờ ông xã ăn miếng sao? Ngon không? Ngon hả, lạ hả? Nóng đúng không? Nóng là ăn mấy bà. Ăn liền không? Dạ đúng rồi. Delicious. Delicious. Ngon không? Chặt đầu. Mấy đứa này bổ ăn thử mà. Ngon quá. Ngon á. Đó là thương vị chắc nó ăn đó nha. Đứa nào trả lời á mà. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều món mà không con? Vừa nóng vừa ngon á chị. Nhưng mà giá hơi, giá tốt. À. Giá 79 ngàn là giá được. Đúng rồi. Đúng rồi. Có Mỹ nữa kìa. Không con? Mỹ chứ. Bữa nào muốn đi ăn con gà á. Tụi bay nói là dẫn nha đèn. Ăn bữa tối gì vậy? Trời ơi con. Có bốn mấy năm chục gà ăn thần rồi. Một con gà nó chặt làm tư, một miếng gà bị lớn. Nó giòn lắm hả? Ngon lắm. Ủa vậy nãy mình, vậy là nãy về nãy có kêu gà không? Tao có kêu rồi mà sao nó chưa đem ra. Ủa em hả? Ghê con sếp cho má nè. Ủa? Ngon. Chicken này. Hả? Nó phải chicken đó. Gà đúng rồi. Nó tên nó gì á? Dạ, tụi bay nè. Tao hỏi ba chứ vậy. Khá bốn gần đi rồi. Tình nào đi về đó. Tình nào con đi về đó ha, muốn đưa đi. Tao hỏi tụi bay ăn quên với tôi. Rồi rồi, tao mới đâu đó. Trời ơi, anh đã được một hơi hả? À là nhà, lớn lên. Đúng rồi. Nhưng mà Cục Nam còn ở đây không? 55 đi rồi. Thứ hai. Ủa thứ mấy cô đi? 55. Thứ hai đi rồi. 81 đi rồi. Thứ hai đi hả? Ở nhà con Nam không về. Nhạc tối chủ nhật con về. À chủ nhật về là tối á. Nhưng mà cái ngày đó cũng có đi ra được không em? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì đã chích ngừa rồi là không có đi ra được. Đã thử rồi là không có đi ra được. À, đúng rồi. Không bỡ. Nếu mà nó chích ngừa âm tính thì ta đi thoải. Nhưng mà tao muốn đi, tao muốn ở nhà ăn muỗng này kia. Đúng rồi. 4 giờ kia con đi rồi. Đúng rồi. Cho con khỏe. Con ở đây Ngọc Nam đi, Ngọc Nam đi. Dạ, đúng rồi, còn đây. Ta kịp cũng hay. Dạ. Có hai bữa
tối được ăn sáng mai thì mua cua, ăn cua. Nhà cô có đi mua cua sớm hay sao? Ông bảy cô đi sớm á. Nó có bán không? Nó ngon. Đúng rồi, cái túi rất là má nè. Con dính phía ấy. Được. Ăn còn nóng không? Ngon. Đúng rồi, ăn nóng ngon rồi. Lắc đi trời ơi, biết không đã không cần vậy. Không sao không? Nói mày nghe nè. Ủa? Biết gì vậy? Ngon á. Gì mày nói đi, ta gắp cho nó. Đó hả? Thằng nhỏ nó thích ăn cánh. Nó cắn cho nó nè. Đùi ok rồi. Đùi hả? Đùi. Cánh hay đùi? Cánh rồi ok. Chicken wing hả? Trời ơi, thằng nhỏ ăn không hết cơm, nó ăn hổ đi. Còn chị ba ăn gì đây? Đùi, 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 cho ngoài cái đùi đi. Đùi dễ ăn hơn rồi. Nữa cái đùi cho mình thì dùng đi. Cho quay hen xì coi cho con cánh thì năm con ăn ngon cho con cái lõi á, cái lõi nhỏ ngon không? Ngon hả? Cho con cái nhỏ nhỏ thôi. Cái gì vậy? Này này á, đâu có ăn cánh nữa đâu, đừng chạy vậy nha. Đi ra đi, lấy đi, lấy ra để cho nó dễ nha. Ra ra bỏ quay đâu cầm cánh lên ăn nè, ngon không? Thôi thôi để ăn. Cả nhà một buổi tối vui vẻ và ngủ thật là ngon nha.